Xin chào cả nhà. Hôm nay mình kiểm tra về cái vết mà mình đã trị bệnh xì mũ ở trên cây sầu riêng 8 năm tuổi của mình. Đây, cây này 8 năm tuổi. Cái bệnh xì mũ này thì nó cách đây khoảng chừng 5 tháng rồi. Durian Life Chronicles. Biên niên sử cuộc sống sầu riêng. Nó xảy ra trong khoảng chừng 5 tháng. Và như thế này thì cái vết bệnh xì mũ ở trên cây này nó khá là lớn. Khá là lớn và nó đang ăn rất là sâu này cả nhà. Đó. Và lan cũng rất là rộng nè, nó cũng đang khá rộng ở phía dưới nè. Xuống dưới tận dưới này nè. Đó. Cách đây khoảng chừng 5 tháng trước thì khi mà mình phát hiện ra thì nó đã tạo ra một cái lỗ hổng, cái bọc ở phía trong nó rộng như thế này rồi. Và mình đã chữa trị nó bằng cách là dùng cái sản phẩm Ridomin của Syngenta đó để mà quét lên. Thì như cái video trước, lần trước mình cũng đã có chia sẻ về một lần là mình xử lý cái bệnh xì mũ, cái vết xì mũ ở trên cây sầu riêng 4 năm tuổi của mình cũng bằng cái phương pháp là dùng Ridomin để mà chữa trị. Thì nói chung là mình cũng thường sử dụng Ridomin để xử lý các cái vết xì mũ trên cây sầu riêng trong vườn nhà mình cũng bao lâu nay rồi. Và cũng tương đối là mình thấy kiểm tra kiểm nghiệm thì thấy cái sản phẩm này nó xử lý cái vết bệnh như thế này cũng tương đối là thành công. Và cũng chỉ một lần quét thôi mọi người ạ. Và cũng nó cũng rất là đơn giản, không có gì cầu kỳ phức tạp. Và hôm nay thì mình chia sẻ cái kết quả này cho cả nhà có thể nắm được là cái tác dụng hiện hữu của nó để cả nhà có thể thử chữa các cái vết xì mũ ở trên cây sầu riêng của vườn nhà mọi người. Nó đơn giản thôi, không có cần phải cầu kỳ phức tạp ABC gì cả. Nó cũng rất là đơn giản. Đấy, thì cái tính đơn giản đó thì mình muốn chia sẻ để cho cả nhà có thể nắm được một cái cách, nắm được một cái giải pháp nó nhẹ nhàng cho mình. Và cái sự hiệu quả của nó thì theo cái trải nghiệm của mình thì mình cũng thấy tương đối rất là ok. Thì lần trước thì mình dùng Ridomin thì mình pha nó đậm đặc một tí xíu, tức là cho Ridomin vào và cho một ít nước thôi để pha cho nó tương đối là nó sền sệt một tí xíu. Rồi mình quét trực tiếp lên trên cái vết bệnh sau khi mà mình cạo hết cái lớp vỏ xung quanh cái vết bệnh này. Cái vỏ nó bị hư tới đâu thì mình sẽ cạo tới đó, mà mình cạo cho nó vào trong cái tức là lấn qua trong cái vết mà nó chưa bị bệnh đó một tí xíu. Khi mình cạo sạch nó rồi, cạo vô trong cái lõi cây này luôn nè. Rồi khi mình cạo sạch rồi thì mình quét một cái lớp Ridomin đậm đặc lên trên này. Và quét lan rộng ra xung quanh luôn này cả nhà. Quét như thế này nè, đây cái vết dấu của mình nó vẫn còn quét như thế này. Thì cái vết này cũng cách đây khoảng chừng 5 tháng rồi. Trong vùng Tây Nguyên ở trên chỗ mình thì kể từ 5 tháng trước, tức là mùa thu hoạch sầu á. Trước khi mùa thu hoạch sầu một tí á, thì cho tới thời điểm này thì độ ẩm nó cũng khá cao, mưa thì cũng thường xuyên. Nói chung là nó cũng vừa nắng vừa mưa liên tục. Đấy, vậy cho nên là cái vết bệnh của mình tuy nó đã khỏi, hôm nay mình kiểm tra thì mình đánh giá là nó đã khỏi rồi.
mọi người ạ. Đây, nó không có lây lan nữa. Mình đã cạo ra một số cái vị trí và thấy rằng là những cái vị trí ở phía trong đó là nó đã dần dần tái tạo đây nè, dần dần tái tạo rồi, nó không có bị hư bị thối gì nữa. Và mũ của cây thì nó không tiếp tục chảy nữa, nó đã ngừng. Một cái lớp mỏng ở phía ngoài đây là vô phía trong là đó, vô phía trong này là nó đã khỏi bệnh rồi cả nhà nè. Nó chỉ bị ở lớp ngoài này thôi. Rồi cái lớp ngoài này nó bong đi, là còn cái lớp phía trong này đó, nó rất là ổn. Và theo nhận định của mình thì vết bệnh này đã dần được hồi phục rồi, dần được xử lý rồi đó, nó không lây lan nữa. Mình đã cạo ra một vài cái vị trí. Và thấy các cái vị trí cạo ra thì mô nó đã rất là sáng sủa, nó không còn bị hư, bị thối hay bị xì. Đấy, mình cạo ra sơ sơ. Đó. Thì cái vấn đề này nó xử lý như thế này là khá ok rồi. Thì đây mình xin đi sâu phân tích về cái thành phần của thằng sản phẩm Ridomin Gold này một tí xíu. Mình không phải là quảng cáo cho cái sản phẩm, họ không phải quảng cáo cho nhà sản xuất luôn, mà mình chỉ quảng cáo về cái cây, về cái vết bệnh xì mũ trên cây sầu riêng 8 năm tuổi này của mình. Một cái vết bệnh nó khá to, nhưng mà mình đã giải quyết cho tới thời điểm này là nó thành công xử lý được cái vết bệnh này bằng sản phẩm mà mình đã sử dụng đó. Thì mình chỉ nói đến cái vấn đề là sản phẩm mình sử dụng thôi, chứ mình không có quảng cáo sản phẩm, để chia sẻ cho cả nhà trong trường hợp là cả nhà có bị tình trạng xì mũ trên thân sầu riêng thì mình có thể sử dụng cái sản phẩm này. Cái chính xác luôn á là sử dụng các cái hoạt chất ở trong cái sản phẩm này, đó là cái điều chính xác để mà xử lý cái vết xì mũ ở trên thân sầu riêng, đơn giản và nhẹ nhàng và cũng khá hiệu quả, không cần phải nhức đầu làm gì. Thì trên thành phần chính của cái sản phẩm này thì nó là bao gồm metalaxy 40g trên kg, tức là khoảng chừng 4% đấy. Mancozeb thì 640g trên kg thì khoảng chừng là 64%, đúng không ạ? Thì cái bản chất của hai cái thành phần này là như thế nào? Tức là metalaxy là cái hoạt chất trị bệnh cả nhà, và nó có tính thẩm thấu và lưu dẫn sâu vào trong cây, trong thân cây, kể cả lá lấy gì đó, thì nói chung là nó có tính lưu dẫn. Phun lên lá thì nó lưu dẫn xuống dưới thân, ở thân thì nó lưu dẫn lên lá, nói chung là nó lưu dẫn, và nó mang tính chất là trị bệnh nha cả nhà. Còn cái mancozeb á thì nó không có lưu dẫn, nó không có mang tính lưu dẫn, nhưng mà nó lại tạo một cái lớp màng để mà cô lập cái nấm bệnh, nó thấm vào trong cái vết bệnh một tí xíu, và nó tạo ra một cái lớp màng để mà cô lập cái nấm bệnh, và dần dần khi mà cô lập nấm bệnh rồi thì nó tiêu diệt cái nấm bệnh dần dần. Thì bản chất của mancozeb thì nó là gọi là phòng bệnh, chứ về cái việc nếu như mà trị bệnh cốt lõi ở trong cái cốt lõi của cây ấy, thì là mancozeb không mang tính chất là trị bệnh mà mang tính chất là phòng bệnh, bởi vì nó có cô lập và nó tiếp xúc bề mặt ở phía ngoài thôi, và nó cô lập cái mầm bệnh ở phía ngoài thôi. Thì nếu như bản chất của mancozeb thì nó vẫn mang cái bản chất là phòng bệnh là nhiều hơn là chữa bệnh, còn metalaxy thì chữa bệnh nhiều hơn là phòng bệnh.
À, thì hai cái hoạt chất này cộng nó cộng tác với nhau thì nó tạo ra một cái đặc tính cho cái loại thuốc này. À, nó có một cái đặc tính chữa trị khá cao. Và nói chung thì khi mà dùng sản phẩm là mình chúng ta nên để ý cái hoạt chất ở trong cái sản phẩm đó đang có và cái tính chất của cái hoạt chất đó đối với cái việc phòng và trị bệnh cho cây trồng nó nằm ở chỗ nào. Thì khi đó chúng ta mới có thể là sử dụng cái sản phẩm, nó mới có một cái mức độ hiệu quả khi mà chúng ta có thể thay thế cái sản phẩm này bằng cái sản phẩm khác, thương hiệu này bằng thương hiệu khác đi chăng nữa, thì chúng ta phải xem cái cốt lõi là chúng ta phải xem cái thành phần, cái hoạt chất của trong sản phẩm đó nó có cái gì. Thì theo mình là mình có thể là dùng Matalasi này cũng được, mà dùng một cái sản phẩm khác mà nó mang một cái thành phần khác tương đương, mang một cái hoạt chất khác tương đương với Matalasi, ví dụ như là Dimethomol chẳng hạn, thì cũng được. Bởi vì là cái bản chất của Matalasi với Dimethomol là nó giống nhau. Còn Mancozeb này thì là một cái hoạt chất nó khá phổ biến và rất là rộng rãi rồi. Matalasi cũng vậy. Còn trong trường hợp mà mình muốn trị bệnh mà nó có thể là hiệu quả hơn, mạnh hơn chẳng hạn, thì mình có thể làm sao đó để tăng cái hàm lượng Metalaxy này lên. Hàm lượng Mancozeb ở trong này là 64%, thì nó cũng đã rất là cao rồi, thì mình cũng không cần phải tăng cái hàm lượng này lên nữa, nhưng mà mình sẽ tăng cái hàm lượng Metalaxy này lên bằng cách là mình phải pha chế một cái thằng nào đó mà nó có cái cơ bản là có cái hoạt chất Metalaxy cao thôi. Đó, mình có thể pha thêm cái thằng đó, còn pha lên với tỷ lệ như thế nào đó thì chúng ta tự cân đối của mọi người. Theo mình là như vậy. Tương tự giống như là nếu mà thay vì Metalaxy mình áp dụng của thằng Dimethomol thì cũng vậy. Thì nói chung là mình dùng sản phẩm nào cũng được. Đó, miễn sao là cái thành phần ở trong đó nó giống như là thành phần tương đương như ở trên cái sản phẩm này. Đó, tuy nhiên thì những cái hệ thống sản phẩm của các cái nhà sản xuất ấy, là mỗi nhà sản xuất họ sẽ có một cái, mình nói tương đương là có một cái đặc tính nó khác nhau, tức là về cái công nghệ, về cái chất lượng, về cái độ đảm bảo cái tỷ lệ hoạt chất có trong sản phẩm so với lại là cái liều lượng nó ghi trên bao bì nó như thế nào. Ví dụ như là công ty này đi chẳng hạn, công ty Syngenta này chẳng hạn, nó là một cái tập đoàn của thế giới, và các cái liều lượng khi mà họ đề cập trên bao bì như thế này á thì nó khá đảm bảo, tức là Metalaxy 4% thì nó đúng 4%, 64% Mancozeb thì nó đúng 64%, và hoạt chất và các cái hoạt chất này nó đảm bảo về chất lượng, nó cũng mang tính chất lượng cao đó. Vậy cho nên là sản phẩm khi mà dùng thì nó cũng đạt cái hiệu quả cao. Trong khi đó một số hãng sản xuất khác thì cũng có thể là ghi cái thành phần trên bao bì như thế này chẳng hạn, nhưng mà cũng có thể là cái liều lượng họ không có đủ, hoặc là một cái gì đó nó tác động đến cái việc mà làm giảm cái giá trị, làm giảm cái hiệu suất của cái hoạt chất ở trong đó, cũng có thể như vậy là chẳng hạn. Thì cái việc này nó cũng là hên xui, và chúng ta phải xem xét khi mà mình mua cái sản phẩm. Mình nói cũng hơi tương đối mà dạ, nó tương đối là lùng nhùng một tí xíu, nhưng mà mọi người có thể cố gắng nghe và hiểu được, hình dung được là cái ý của mình nói, đúng không ạ? Mong là mọi người có thể hiểu được cái ý của mình nói.
Và đại loại là đối với công ty này thì khi để cái thành phần này là đảm bảo cái chất lượng, có thể là mình so sánh tương đối hơi đại khái một tí xíu là ví dụ như công ty này họ để thành phần hoạt chất ở trên bao bì như thế này, thì chất lượng của cái sản phẩm đạt được nó là 10 điểm chẳng hạn, mình ví dụ. Nhưng mà cũng có những cái công ty khác, nhà sản xuất khác, họ cũng để thành phần như thế này ở trên bao bì, giá thì cũng có thể rẻ hơn, nhưng mà chất lượng họ chỉ đạt được 5-6 thôi. Đó, đại loại là như vậy cả nhà. Mình chia sẻ sơ bộ về cái tính chất, bản chất của sản phẩm và các hoạt chất, và các hoạt chất mà nó để dùng để xử lý và trị các cái vết xì mũ ở trên cây sầu riêng. Cơ bản sơ sơ theo cái quan điểm của mình nó là như vậy. Thì mình cũng mong là việc chia sẻ này nó cũng giúp ít nhiều gì đó cho cả nhà, đặc biệt là đối với những anh chị em mà mới bắt đầu làm sầu riêng, thì mình có được một cái thông tin, cái trải nghiệm thực tế thông qua cái việc xử lý bệnh ở trong vườn của mình thông qua cái video này, để anh chị em có được thêm một cái nguồn tư liệu, một cái giải pháp để mà có cái giải pháp xử lý những cái vết bệnh xì mũ ở trên cây sầu riêng của các anh chị em ở trong vườn, nó đạt được một cái hiệu quả, một hiệu suất cao và đơn giản, nhẹ nhàng, tiết kiệm thời gian. Vậy việc chia sẻ thông tin ở trong cái video này của mình, nếu như mà có hữu ích, giúp ích gì cho các anh chị em một tí xíu gì đó, các anh chị em thấy video của mình chia sẻ như vậy nó hữu ích, thì anh chị em vui lòng ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nhé. Rồi anh chị em có những cái phản hồi tiêu cực hay tích cực, hay đồng lòng hay là phản đối gì đó, hay là cần góp thêm, chia sẻ thêm để mà anh em chúng ta có thể là giao lưu, học hỏi lẫn nhau qua cái kiến thức và cái kinh nghiệm, trải nghiệm làm sầu riêng, thì anh em cứ post vô tư comment ở phía dưới nha. Thôi, xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video tiếp theo. Thân chào.